viết đoạn văn tả phong cảnh. Bài viết: vào sáng sớm hay lúc chiều hoàng hôn, quần đảo Trường Sa đều được soi chiếu chói lọi bởi ánh mặt trời chiếu lên mặt biển. Những đợt sóng lăn tăn, những gợn, những đợt lấp la lấp lánh ánh mặt trời như kim cương rơi vào lòng biển rồi vỡ tan. Gió trên biển cũng thật khắc nghiệt, những đợt gió cả ngày cứ liên tục thổi vào các đảo. Gió không ngừng như những đợt sóng vỗ bờ. Nhất là vào ngày mưa bão, gió thường rất to và đem theo mưa nhiều. Có khi gió quật đổ cây, tốc mái nhà. Do vậy, các chiến sĩ và người dân trên các đảo phải ra cố, nẹp và đổ rào quanh gốc cây. Có lẽ rễ cây cũng hiểu chuyện, lo lắng mà đâm rễ thật sâu vào lòng đất trên đảo. Thời tiết trên đảo chuyển mình rõ nhất có lẽ là hai mùa trong năm, mùa mưa và mùa khô, tương tự như mùa mưa và mùa khô trên đất liền. Ở đảo, mùa khô cũng ít mưa, mùa mưa thì mưa rất nhiều, mưa như chút nước. Nơi đây thật sự rất khắc nghiệt. Bài viết 2: bãi biển này thực sự vô cùng rộng lớn, dù nheo mắt đến đâu cũng chẳng thể nhìn thấy được bờ bên kia. Phía trên cao, bầu trời trong xanh, điểm xuyết những đám mây trắng lớn bồng bềnh như những chiếc kẹo bông gòn ai thả lên đây. Phía dưới là nước biển xanh biêng biếc mà mát rượi, mặt biển ồ ạt những con sóng tinh nghịch, rượt đuổi nhau dồn dập vào bờ, mãi vẫn không thấy chán. Chúng kéo nhau vào bờ và vào bãi cát, vỡ tan ra thành những mảng bọt trắng xóa. Bờ cát ở đây mịn lắm, dẫm lên chân cứ cảm giác bị hút xuống phía dưới. Đọc sách, người ta thường bảo ở biển có cát trắng, nhưng ở đây em thấy cát có màu vàng nhạt, và dường như chúng đang long lanh, phát sáng lên ở dưới ánh mặt trời. Dọc bờ biển, phía xa có những rặng dừa xanh biếc, rì rào trong gió. Có cây còn đang ra trái, mang những trái dừa tròn đầy như đang ẵm một đàn con. Mỗi khi gió thổi qua, các tàu dừa lại phất phơ như muôn cánh tay đang nhảy múa theo vũ điệu ngàn đời nay vẫn nhảy. Phía xa xa, lác đác vài cánh chim đang bay lượn tự do, đôi khi lại kêu lên vài tiếng lảnh lót. Bài viết 3: cái hồ nước xinh đẹp nằm giữa làng em là nơi gắn bó với em rất nhiều kỷ niệm. Nó khá rộng, hình tròn như một tấm gương soi khổng lồ. Nhờ là nước trong veo, có thể nhìn thấy tận đáy, mà mọi vật đều có thể soi bóng mình rõ nét. Mặt nước sôi động vào buổi sáng, yên tĩnh vào buổi trưa và lại nhộn nhịp vào buổi chiều. Dù vậy, lúc nào hồ cũng hiền lành, êm ả, đôi chút gợn sóng lăn tăn khi có gió. Mỗi sáng, mặt trời tỉnh dậy, chiếu những tia nắng đầu tiên làm cho nước trong hồ lấp lánh, sáng lên lạ thường. Nước hồ trong trong và chút màu xanh như nước biển. Hồ là nơi cư trú của khá nhiều loài và là người bạn của mỗi người dân làng em. Bài viết 4: buổi sáng, dòng sông giống như một dải lụa đào thướt tha. Đến trưa, nắng đổ xuống, làm mặt sông lấp loáng một màu nắng chói chang. Trên những cành tre bên bờ, một chú bói cá lông xanh biếc hay một chú cò lông trắng như vôi đang lim dim ngắm bóng mình dưới nước. Chiều chiều, bọn trẻ chúng em rủ nhau ra sông tắm. Chúng em đùa nghịch vẫy vùng, làm nước bắn tung tóe. Phía cuối sông vọng lên tiếng gõ lanh canh của bác thuyền chài đánh cá, làm rộn rã cả khúc sông. Buổi tối, ông trăng tròn vành vạnh nhô lên khỏi rặng tre, in bóng xuống mặt sông, thì dòng sông trở thành một đường trăng lung linh rát vàng. Mỗi khi học bài xong, em và các bạn rủ nhau ra bờ sông hóng mát, ngồi trên bờ sông ngắm cảnh và hưởng những làn gió mát rượi từ sông đưa lên. Lòng em thảnh thơi, sảng khoái đến vô cùng. Bài viết 5:
Bãi biển Nha Trang nằm ở tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam, là một địa điểm nổi tiếng với vẻ đẹp tuyệt vời và đặc điểm nổi bật của mình. Một trong những đặc điểm đáng chú ý nhất của bãi biển Nha Trang là nước biển trong xanh và mịn như lụa. Ánh nắng mặt trời lung linh chiếu sáng xuống mặt nước, làm cho nước biển tỏa sáng một tông màu xanh ngọc rực rỡ. Nước biển ở đây thường rất trong và trong suốt, cho phép bạn nhìn thấy cảnh quan đáy biển và đàn cá bơi lượn trong lòng nước. Không những thế, sự mịn màng của nước biển cũng là một đặc điểm đáng chú ý. Khi bạn dạo bước trên bãi cát trắng mịn và tiến vào lòng biển, bạn sẽ cảm nhận được cảm giác êm ái và nhẹ nhàng khi chân chạm vào nước. Nước biển mịn như lụa lăn qua những ngón chân của bạn một cách dễ dàng, tạo ra cảm giác thư giãn và thoải mái.